chị nè. Đối với em thì thật sự là Nó hỏi nè. cái câu hỏi này nó khá là thiếu múi, trong khi mà các em nó chưa nhìn nhận được ai là phản động, chưa biết phản động là cái gì và trình độ về chính trị rất là non, nên chị cũng cần phải trả lời câu hỏi mình phải hiểu được phản động là cái gì và ai làm cái việc đó, và cái một một cái sâu chuỗi, thí dụ như cái người nào đó người ta đang tấn công chị thì đâu phải là người ta nhìn sự việc này không, người ta lôi ra ba bốn năm trước ông làm gì nữa đúng không, thí dụ như ông lỡ ông vác cái cờ vàng đi biểu tình, ông đi kiếm cơm thì không phải là phản động chứ là gì đó. Có bao giờ các bạn đối chiếu được việc đó chưa? Hoặc là một cái người làm YouTuber mà tự nhiên bữa nay bú vô cái farm chị Hằng, mà trước đây họ bú vô những cái farm chính trị, họ cà khịa Việt Nam về những vấn đề về chính trị này nọ kia, thì không phải là phản động chứ là cái gì? Hay là gọi là YouTuber. YouTuber trong và cả ngoài nước nữa. Nó nói là nó phản động có liên quan gì tới chị kìa đó. Liên quan chứ sao không liên quan? Chị Sao là liên? một người yêu nước mà sao không liên quan? Thế giờ bây giờ em nói phải xui nha. Em nói phải xui, giờ nói kiểu theo sự suy nghĩ của em thôi. Ví dụ như chị á, là bà tổng của Đại Nam, bây giờ dập chị phát một, ví dụ xui đi Đại Nam nó có vấn đề gì đi đó, xong rồi cái đó nó nói trời ơi đó mày làm ăn ở Việt Nam mày thấy chưa, nó mày đi qua Mỹ của cao đi nó sẽ khác liền, thì cái đó Trời ơi, đó. bây giờ hỏi câu này chắc chị hỏi chị trả lời câu này là câu ngu nhất nè. Hỏi là nó phản động thì liên quan tới chị đúng không? Tao là người Việt Nam, máu đỏ da vàng. Tao sẽ không liên quan. Mày hỏi câu này là tao tặng cho mày thêm một cái bằng ngu nhất nữa. Trời ơi, người Việt Nam. Tao sống ở đất nước Việt Nam, tao trưởng thành ở đây, tao thành công ở đây, tao là người Việt Nam mà mày hỏi tao liên quan gì tới tao, liên quan cả dân tộc tao mà không liên quan gì tới tao. Mày là thằng ngu nhất. Đó đó đó, các bạn làm chứng nha. Đây đây, chị Hằng mới đàm. Đúng. Đúng Chị không? Nam, chị trả lời. Chị Hằng mới đàm. Hồi nãy chị Nguyễn cũng mới đàm. Tôi hỏi các bạn ai gắt hơn? Mà sao các bạn nói tôi nói chuyện gắt nhất? Đúng không? Mẹ Bạn mày các mày bạn phải hỏi câu hiểu. ngu nhất. Bạn phải hiểu đàm là cái gì? Bạn không hiểu được cái chữ đàm nữa. Nó chị Hằng là phụ nữ đó. Nhưng mày hỏi tao đi, tao nói cho mày nghe. Mày là thằng ngu nhất mới hỏi tao liên quan. Mẹ tao là người Việt Nam, tao là coi như là được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam này mà mày biểu không liên hệ tới tao. Tao chém mày chết mẹ mày, tao cũng chém mày, nó không liên hệ tới tao, đồ ngu. Đó đó đàm đàm Mẹ mày đụng với dân tộc tao mà mày biểu tao không liên hệ gì tới tao. Mẹ tao chốc chốc nhà mày lên, tao bấn nhà mày lên rồi tao cũng bấn, mày không liên hệ với tao, mày bị khùng hả? Mày làm chính trị mày bị khùng á, mày ăn cái bố bả gì của ai, mày điên dữ dằn khùng. Mày đó. tưởng tao phụ nữ tao không biết, cái quần mày có nghe không, giặt đến nhà đàn bà cũng chơi mày biết không? Ngu. Mẹ cái thằng phản động nó hỏi là phản động có liên quan gì tới bà tới chị. Mẹ mày đúng là não ngắn, não chó. Tại vì bản thân nó đu càng, mà bây giờ chị ở lại mà chị giàu hơn nó thì nó không cay Mẹ mày là thằng phản động mà mày hỏi gì tới tao, mày chọc ngay cái miệng tao. đó. Đó, các bạn hiểu đam là gì chưa? Duy Nguyễn là còn nhẹ lắm đó. Cái gì? Nó nói một câu là Tiến Dũng với Nam Quang là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Con mẹ mày, nó là hai thằng phản động, đồ chó, đồ ngu. Nó mà về Việt Nam này á, tao mua hoa đó, tao đón nó, tao đập nó tại chỗ luôn. Thì hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa mới là phản động đó. Mẹ mày Đúng ngu chết không? mẹ luôn. Mày đặt nữa, tao thắp hai mày về đây đó, hai mày đi ăn tiền dơ, hai mày làm YouTube dơ bên đó, hai mày được tồn tại bao lâu? Đồ nhục, đồ phản quốc đó, tao đam đó Mà bẩn bựa đó chị ơi, đó. cái chuyện đó thì em nói đi, mà cái chuyện bẩn bựa thứ nhất đối với em là gì, một người đàn ông mà cà nhãi với phụ nữ á, đối với em đó là bẩn bựa. Em chán mấy người vậy lắm, em không đánh giá cao đâu. Vậy mà lên ngồi nói ra rã ra rã. Ngu thiệt là ngu luôn. Nói chính Trời ơi, bây trị giờ chị mới biết có nhiều thằng nó ngu hơn chị không biết bao nhiêu lần nữa. nói chị đọc Mẹ chị là phụ comment đi nữ mà chị còn câu chưa bao hỏi giờ. Mày hỏi tao có liên quan gì tới tao không? Mày có biết không, cả 40 mấy năm nay chưa thằng nào mà vô nước Việt Nam tao mà làm được cái chuyện gì hết trơn á. Tao tự hào là phải nói là Việt Nam tao là một trong những con người cực kỳ thông minh. À, chị nói vậy là chị lộ sơ hở. Một đống thằng nó vô nước Việt Nam mình nó có cơm tù miễn phí. Là cơm tù ở đâu ra? Tiền thuế của doanh nghiệp của chị và Mày chỉ nói nghe, mẹ các suốt đời mày đi 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 sinh cha mẹ mày sinh ra để qua đây mày ăn cơm tù thì mày đi chết mẹ mày đi. Nhục quá là còn gì nữa. Mẹ mà thua thằng đi làm hốt rác ngoài đường nó đi chui ăn cơm tù. Hốt rác ngoài đường đâu phản động đâu À, chị. đúng rồi. Đâu có cắn dân hại nước Đúng đâu. rồi. Mà mang cái dòng máu Việt Nam mà đi làm những cái chuyện khốn nạn. Gặp tao á, chị là phụ nữ mà chị gặp mấy thằng đó chị cũng chơi mẹ khô máu với nó luôn á, đừng có nói mà đàn ông. Mày đụng tới dân tộc tao là máu tao lên tới não rồi. Chị nói thật với em, chị ra nước ngoài chị luôn tự hào chị là người Việt Nam, mà Chị chị thấy ai kể ăn sơ với người sơ Việt đi. Nam á là chị điên máu chị lên rồi. Dạ. À, chị nói thật lòng, chị với anh đi nước ngoài rất là nhiều,
Nhưng mà đi ra nước ngoài mà chị thấy nó kỳ thị người Việt Nam là chị đã nổi máu điên chị lên rồi. Nhất là cầm cái hộ chiếu xanh, mẹ nó nhìn mình là khác rồi, nhìn người Việt Nam là chị thấy nổi máu điên lên rồi. Bởi vì chị qua bên đó đó chị cũng ác lắm. Chị giống như là bà má tụi nó, chị sai tụi nó, tò mấy thằng nó đi phụ, đi hầu chị không. Đó là cách trả thù tao. Nếu mà được tao mướn 15 thằng qua đứng 15 cột cờ á, đón chào khách cho tao. Tao mới thấy đã. Mẹ tụi bay là cái gì mà tụi bay khi dễ người Việt Nam. Đó cho nên mà nhiều người em biết không, trời ơi, đi qua nước ngoài, thậm chí người Việt Nam vậy, đi qua nước ngoài tưởng mình ngon lắm, quay lưng lại chê ba Việt Nam nghèo, chê ba Việt Nam này kia. Mẹ kiếm nó mất dạy giả mang luôn. Nó bao mất dạy luôn. Mẹ mày mới vừa đi bị đặt qua đó mày quên hết mẹ rồi, bị đặt nói giọng giọng giống như là quên giọng Việt Nam, mà cái thứ đó chị ghét nhất. Nói lớ như chó điên chó khùng là chị ghét nhất. Thứ hai nữa là bị đặt thể hiện ta đây là văn quá lắm là giống như là thế này level kia. Trời ơi, qua đó ở đỡ thấy mẹ luôn bị đặt. Giờ vậy chị nghĩ sao giờ mấy phản động nó bên nước ngoài nó nổ nó có tiền về đây nó gạn gái Việt Nam này lum la đó chị. Trời ơi, mẹ nó ăn tiền nước bọt rồi nó nổ, nó làm gì nó có tiền. Vậy nó ngồi nó đi chửi mướn, nó đi đâm thọt mướn, nó có tiền là buôn nước bọt em biết không, mà nước bọt túi nữa, không được sạch sẽ nữa. Cho nên chị nói mày cái thằng nào mới hỏi tao là phản động có liên quan gì tới tao là cái câu hỏi mà đoạt giải ngu nhất năm luôn. Tao cho mày luôn năm sau luôn á, hào phóng chưa? Cho mày luôn năm 22 luôn á, hào phóng chưa? Hỏi những cái câu ngu ngục, đàn ông mà ngu ngục không chịu được luôn. Mày nên nhớ dù tao là phụ nữ nhưng tao vẫn là người Việt Nam. Chị nói thật với em, chị ra nước ngoài chị tự hào chị là người Việt Nam. Nữ tướng nha các bạn. Chứ sao? Nhiều đứa làm thấy ghét luôn à. Không. Còn câu nào hỏi nó không, hỏi hết đi, chụp hết gửi qua đây. Chị đam cho. Nói bạn. Còn đi kích động cho dân tình mít lòng nhau. Nhà... Còn lâu nha con. Các bạn nhớ nha, chị Hằng là dùng chữ đam của Duy nha. Mới mốt phần nào nói mà đá me là lôi chị Hằng ra nha. Kêu đây. Có nghe người ta nói không, giặt đến nhà đàn bà cũng phải đánh mày nghe không? Nhưng mà có một cái giặt mới vô cầu Sài Gòn đu mất tiêu nên nó đâu có tiền phóng giặt tới nhà đàn bà. Trời ơi, nhưng mà chị nói em nghe toàn là chúng chui giống nhũi như chó không à. Em biết không, không có thằng nào ngon đó mặc cái đó. Nhục như vậy đó. Dạ. Nhưng mà mày ngon rồi, mày chừng nào mày thằng bánh tỏn thì mày ra mặt mày nói đi mới ngon. Còn núp lùm không, mẹ cho mày luôn cái giải năm sau luôn, cái 25 đó, hào phóng chưa? Mua tới năm 2025 luôn á. Hào phóng đến vậy đó. Hỏi câu ngu nhất. Khoan đã, từ từ đi con, để mấy cái câu này mẹ thằng nào con nào muốn thì vô đây. Mà chị nói thật á, chưa có cái nào khốn nạn bằng cái phản quốc á. Ăn cơm của đất nước, sống với đất nước dân tộc Việt Nam mà đi liên kết với tụi nước ngoài. Cộng không cán... có cái tội nào mà tội khốn nạn bằng những cái tội đó, mà nhất là con bánh bèo, nhớ con bánh bèo á. Phụ nữ ha mà đi làm những cái chuyện đó phải nói là quá khốn nạn luôn. Cổng rắn cắn gà nhà, mẹ qua bởi vì chính vì cái điều đó mà khiến cho chị điên lên, chị quất cho bằng chết. Chị lôi cho ra giấy cho nhợ, cho tố cáo trước đồng bào là một tội ác. Càng lúc càng rõ quá rồi. Chơi chia rẽ hả? Chơi là em biết nhân cái cơ hội này nó chơi chia rẽ vậy nè. Nhưng mà nói tóm lại á, là chúng tôi là những người yêu nước. Một lòng sống chết vì dân. Hễ nước mất thì nhà tan. Mình mất nước rồi mình sống với ai đây? Cho nên những con người á, cái đầu bả đậu á, làm ơn thức tỉnh giùm. Đừng có để người ta dùng mình như công cụ xỏ mũi mình đi. Mình thù ghét cá nhân mà mình bị người ta biến mình thành công cụ. Đó là một trong những cái tội lỗi với quốc gia, với đất nước, với đồng bào. Và có tội lỗi với chính bản thân mình nữa là mình phản quốc đó. Cho nên là phải tỉnh táo, cái nào ra cái đó. Ngu si quá sức à. 14, 15 người, nhất là thằng Ngọc Tuyên á, thấy không? Em thấy ông nó đi qua bên đó, nó cấu kết với thằng Dũng Đen đó để mà đưa những cái tin nó ra, để mà cho mấy thằng YouTuber bên đó nó lên kiếm tiền. Em thấy nó khốn nạn không? Mà kiếm tiền ai? Kiếm tiền từ một người phụ nữ mà đi làm cái chuyện chính nghĩa. Trời đất ơi, tao nói tụi mày muôn đời bao nhiêu kiếm mà tụi mày không đầu thai được đâu. Tụi mày đã không giúp được dân tộc đồng bào mà tụi mày còn lên tiếng, tụi mày binh vực cho những cái tội ác nữa. Tụi mày còn cổ xí cho những cái điều khốn nạn nữa. Rồi cũng có một số người đi ra nước ngoài á, nói xin lỗi với quý vị á. Trời đất ơi, nổ banh xác luôn. Nói chuyện trên trời dưới đất. Rồi quay qua về đây khoe khoang thế này nọ kia. Trời đó, đi được bao nhiêu năm, sống được bao nhiêu năm đâu, về đây lúc nào cũng tự thấy mình ngon, về bển cài thấy bà luôn. Thì cuộc sống ai cũng phải làm, nhưng mà phải sống cho nó tử tế. Cứ mở miệng ra là chê Việt Nam nghèo, chê Việt Nam dơ, chê Việt Nam cái này nọ kia, nghe thật là khốn nạn. Mẹ mày sinh ra ở đâu, mày lớn ở đâu, mày đi qua được bao lâu?
mà may quay chỏ mỏ lại chê, chê cái dắt đầu về hoài. Nhiều khi thấy nó nực gì đâu á Duy Nguyễn. Dắt đầu về cũng đỡ, chê không có tiền về chị. Chứ chị giàu chị nhìn đồng tiền chị lớn quá, chứ xã hội bình dân này một lần mà về đây tốn bèo bèo phải 50 ngàn rồi. Có nhiều, có mỗi người có một số được. Phận nhiều khi cũng không có cái tội lỗi gì, nhưng mà ít nhất là mình phải nhớ là nơi mình sinh ra, mình lớn lên từ đâu, mình không thương, mình không giúp thì mình đừng có phá hoại. Vậy thì sốc chị, không chịu nổi. Vậy chị Hằng nghĩ sao á, có những người ta phản động, người ta bỏ nước, người ta đi chừng 30 mấy năm rồi mà người ta không có tiền về Việt Nam, thì chị hận hay là chị thấy tội nghiệp? Có đôi khi họ sai lầm. Có đôi khi sai lầm, có khi không ngậm ngùi. Có nhiều khi chị thấy có những người họ nói rằng khi giải phóng vô thì cũng bán hết tài sản đi ra nước ngoài, rồi đi ra đó rồi không về được nữa. Rồi khi họ về đây rồi họ lại mang cái mặc cảm là lỡ ra nước ngoài sống rồi là về mặt mũi làm sao. Có nhiều khi người ta nói với đúng chị rồi. Nhiều lắm đó, chính xác. Ngậm ngùi lắm đó em, trời ơi, sống ở nước ngoài đâu phải đơn giản đâu em. Không có tiền về đây làm lại. Đúng rồi, mà về đây làm lại thì ngại quá, cũng khó. Cho nên là phải là ngậm ngùi sống một cuộc đời là cay đắng nơi xứ người. Em thấy bên nước ngoài bao nhiêu cảnh không? Trời ơi, đừng có ảo vọng nha, chị đã qua Mỹ bao nhiêu lần chị thấy rồi. Trời ơi, có những cái nơi mà không thể tưởng tượng được là xứ Mỹ luôn. Nghèo lắm, nhiều chỗ nghèo lắm, cũng buôn bán, cũng ở đâu thì cũng hoạt động, cũng phải làm thôi. Nhưng mà khổ nổi người Việt Nam của mình á, có nhiều người em biết họ quay lưng nhanh lắm em ơi. Quay lưng nhanh lắm mà thấy buồn. Mình đi đâu mình phải nhớ cội nguồn của mình sinh ra ở đâu, mình lớn lên ở đâu. Bây giờ chị nói một cái đơn giản thôi. Bây giờ trước khi em nói một cái tiếng Anh ra thì em phải suy nghĩ từ tiếng mẹ đẻ em mới quy ra tiếng Anh đúng không? Vậy mà họ quên nó mới ghê. Tức là chị là quên luôn tiếng mẹ đẻ. Quên luôn, cố gắng quên luôn. Nó bẩn lắm vậy đó. Đúng không? Bây giờ thì em nói một tiếng gì em phải nghĩ từ tiếng Việt Nam đúng không? Rồi em mới nói ra thành một tiếng Anh đúng không? Họ cố gắng họ quên luôn cái đó đó. Trời, bữa nay chị mới biết ra sau cái vụ chị mới biết ra là đúng là xã hội thật sự là phức tạp. Nói em cứ đam dài phát đi tới chị. Bây giờ đó, bây giờ em coi còn đam mấy câu nào nữa không? Chị đam gắt mà sao ngộ nha, mà đụng tới dân tộc Việt Nam, đụng tới cái gì mà tới là chị tự ái dân tộc ghê lắm. Chị nói thật á, cái gì mà cứ đụng tới mà coi thường là chị không có chịu nổi đâu. Cái mặc chuyện... dù là chị là đi nước ngoài rất là nhiều á nha, chị ở bên nước ngoài cũng nhiều đó nha. Nhưng mà cái máu của chị là thương, mà kể cả đi ra nước ngoài mà chị thấy người Việt Nam chị cũng rất là thương nữa. Cái tính đó của chị thì em thấy nó bình thường, tại cái khí phách trong người chị nó là như vậy đó. Có sự tự tôn dân tộc á thì người ta đều như vậy hết. Chứ khi mà ta đụng chạm tới dân tộc, tới lịch sử á, thì mình phải mạnh mẽ chứ. Đúng rồi. Mình phải thể hiện quan điểm chứ. Mình sinh ra ở đâu? Mà không phải là trong vấn đề đó không nữa. Đối với em á, đã là một cái con người á, mà có tiếng nói á, trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta cũng cần phải có một cái quan điểm, một cái lập trường nó rõ ràng. Đó, chứ không có ai vua, nghiêng bên này, nghiêng bên kia này nọ, nó lập trường nó không nhất quán, nó bị dao động. Nó... Nói tóm lại á, là mình sinh ra mình lớn lên ở đâu, dù cho mình ở nơi nào mình cũng phải biết mình là ở đâu, nguồn cội mình là ở đâu, ông bà tổ tiên mình là ai. Chứ không thể nào mà mình đi vong thân rồi mình lại quay lưng với đồng bào dân tộc mình. Cái đó là cái phải nói là tội lỗi không thể nào mà dung thứ được luôn. Theo chị thì chị hiểu biết, chị thấy vậy đó. Ai muốn nói gì nói, chứ theo cái hiểu biết của chị là chị không chấp nhận được. Những con người đó quá nhẫn tâm, quay lưng với đồng bào là quá khốn nạn luôn. Bây giờ thử hỏi coi ruột thịt của mình mà mình lấy dao mình đâm vô thì mình còn cái gì nữa? Không sống vậy được. Sống vậy là những con người đó là cái tâm hồn rẻ nát lắm, nhân cách bạc nhược mới làm những cái chuyện đó. Theo chị thấy vậy đó. Chứ không có cái gì mà cổ suý chị thay đổi được cái tình yêu thương đối với dân tộc Việt Nam, đối với con người Việt Nam đó. Vì là mình máu đỏ da vàng, mình sống, mình lớn lên, mình sinh ra nơi nào, mình lớn lên nơi nào, mình trưởng thành nơi nào. Mà lỡ mình có đi lưu vong thì mình cũng phải nhớ cội nguồn của mình là ở đâu chứ. Thậm chí bây giờ em mà qua nước ngoài cỡ nào thì em cũng khai quốc tịch em là Việt Nam, chứ em khai quốc tịch em đâu. Đúng, đâu chạy được đâu. Đúng không? Sao em chạy được mà em còn phủ nhận dân tộc em thì nó coi em ra gì, thì chẳng qua là em là công cụ của nó thôi. Bởi vì nó có nhiều người biến thành công cụ mà không hay cứ nghĩ mình là vĩ đại. Gọi là ngu bình dững luôn. Ngu mới bị người ta nắm đầu. Thì bởi vậy mới trở thành cái công cụ. Chị nói đâu có sai đâu. Trở thành công cụ, người ta đưa cái thóp cho người ta nắm. Bây giờ nếu chị thật ra em, nếu như chị sử dụng một con người mà họ có cái máu đó, chị không bao giờ sử dụng. Vì sao dân tộc mày, mày còn phản động, mày còn đối đầu với dân tộc mày thì có ngày tao là cái gì? Đúng không em? Nghĩ đúng không? Nếu em sử dụng một thằng mà nó có máu phản, em có tin nó không?
sao tin được? Đúng rồi. Tội gì tội phản? Chẳng qua em chỉ sử dụng nó là cái công cụ thôi chứ làm sao tội biến gì, thành công cụ phản, người sao khác. Chơi chị? Một cuộc đời sinh ra mà để trở thành công cụ người khác thì quá hèn rồi. Cho nên quý vị ơi, thật sự ra em chắc ngụ bà nắng lộn em, phải cho em làm đàn ông mới chính xác. Chứ còn cho em làm phụ nữ thì nó hơi sai. Bữa nay hình như là chị chưa có nói lời câu huyền thoại gì đúng không quý vị gì đó. Đúng không quý vị? Câu đó chưa nghe nói.